Sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, trên cầu có nhiều người đang di chuyển. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu, Phú Thọ bất ngờ sập xuống một đoạn dài. Theo một số người dân, thời điểm sập cầu, trên cầu có một số phương tiện đang di chuyển. Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cầu có lý trình tại km 18+300 quốc lộ 32C, kết nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.